Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 24 tháng Giêng năm 2017, là 21 Tết tháng Chạp. Chương trình khai dân trí số 36 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc. Và các bạn thân mến đã đến với chương trình đó, có trả lại cho người dân hay không, có trả đất là cho người dân, có trả lại cho đồng bào Tây Nguyên hay không nha, có trả lại cho quân dân hay không. Chào, chúng này là Lê Kim Quỳnh. Chào Nguyễn Vinh. Rồi, Lisa kính chào tất cả quý vị có mặt chương trình ngày hôm nay. Khó quá à. Ok, chào Vĩnh Vĩnh, chào Nguyễn Vĩnh Vĩnh. Chào Sa, chào Nguyễn Vinh không chịu đâu, vô trong trọng mấy em tên là Nguyễn Vĩnh Vĩnh mới chịu. Rồi. Câu hỏi được đặt ra như sau. Chị Lisa ơi, có tin tức đưa ra, tức là em nghe nói là qua Tết
lệnh của đảng đưa ra cho tất cả các ông cựu chiến binh ở huyện Bò Mỏ Cài, tỉnh Bến Tre ra miền Trung, có người thì làm quân y, có người làm gì đó em cũng không biết. Chị có thể cho em biết được hay không vậy? Ừ, trả lời cho em luôn. Mấy cái thằng cha mà cựu chiến binh này nè, ngày xưa đánh Mỹ ghê lắm. Nói tới mà đồng khởi Bến Tre là một thời đã vấn đề là kêu bằng là nổi dậy mà ghê gớm lắm, đoàn kết lắm. Cho nên bây giờ Bến Tre chuẩn bị cho thằng Tàu Cộng nó vô hết rồi. À, cho nên để mấy thằng già ở lại đây có kinh nghiệm để bắt đầu là tụ tập. Vấn đề là kêu bằng là bà con để đồng khởi chống Tàu sao? Bởi vậy mà cho nên bây giờ đó là chuẩn bị giáo bộ đưa những thằng già của chiến binh này để mà đi ra ngoài. Để mà đi ra vấn đề là kêu bằng là ở ngoài miền Trung giáo bộ làm quân y hoặc làm cái này làm kia. Để cho vấn đề là Tàu nó vô nó lấy Bến Tre. Mà nếu người dân Bến Tre mà đứng lên á, thì cả chứ không có người cầm đầu thì nó sẽ vô nó triệt tiêu mà thôi. Cái đất nước Việt Nam ngày nay nó là như vậy đó. Chính trị mà nó chia năm nó sẽ bại. Vậy mà quân đội không nhìn ra được mẹ gì trơn. Quân đội thấy không đó. Bây giờ cái nước Việt Nam thằng Tàu cũng vào giả bộ mua, thấy không? Thằng Đài Loan cũng chạy vào mua, thằng Nhật Bản cũng giao bộ qua bơm tiền để mua được những cái khu để tự lập cho mình riêng. Riết là bây giờ cái nước Việt Nam ai cũng mua. Việt Nam bây giờ mà do đảng lãnh đạo giống y như là một cái con đỉ, một con điếc. Ai cũng chạy vô ăn chơi để mà chúng ta là hưởng thụ cả. Ở trên thân xác của người mẹ Việt Nam như vậy. Mà quân đội thì đuôi thì mù thì không bao giờ nhìn ra được, không bao giờ thấy được. Chỉ có lo là vấn đề là kêu bằng là bắt bớ những người dân ở trong nước thôi. Chị nhận được cái tin đó là giáo bộ bây giờ thế này là thưởng cho ai mà tố giác được những người nào mà phản động là cho 5 triệu, cho 7 triệu, cho 4 triệu được kia vậy. Trong tương lai không ai chống cộng hết trơn, không ai biết con mẹ chính trị ra nó cũng kiếm chuyện nó chụp đầu với nhau vô để mà nó dành tiền để nó lấy tiền được. Bắt vô nó giáo bộ nó hỏi mày mày sao? Mày vấn đề là cái bằng là có. Dạ em đâu có gì đâu trời, em đâu có chống cộng gì đâu. Em cứ nói đất nước mình nghèo quá thôi. Mày nói đất nước nghèo vậy là mày cũng là phản động rồi đó. Vậy là mày phản động đó, tao làm hồ sơ đó, tao đưa lên trên trung ương, tao lấy tiền nhất là 5 triệu của những này là đáng để đưa cho tao. Mày đi vô trong mày ngồi tù cho tao 5 năm, 10 năm ở trong trống. Sợ quá nó, trời giờ em không dám nói đất nước nghèo nữa. Bây giờ em nói đất nước mình giàu lắm. À, đủ mẹ nó ra mày nói đất nước giàu là mày những này là mày mỉa mai đảng phải không? Hả? Đất nước làm sao giàu được, cũng đi vô trong tù luôn nữa. Đây là mỉa mai nè. Cho nên không có mẹ gì được hết trơn á. Bây giờ nói nghèo cũng không được mà nói giàu cũng không được nữa. Bởi vì bây giờ ở tại Việt Nam là nó tìm cách để mà nó lo môi tiền ra mà. Mấy thằng chủ hãng ở Việt Nam bây giờ nó cặp ẩm tiền bạc nó bỏ nó chạy mẹ hết trơn. Và tiền của công nhân nó quịch mẹ hết trơn. Mà công nhân ở Việt Nam bây giờ nghèo khổ không có tiền bạc. Bây giờ không có tiền đi về quê kệ mẹ mày không cần biết tới. Tụi an ninh hay là tụi vấn đề là cảnh sát giao thông thì cứ việc tha hồ mà đi ra ngoài đó mà để bắt xe. Cứ mỗi người cho nó là 200 ngàn. Nó chặn ta nói bây giờ trong dịp Tết này 27, 28 Tết này rồi nó chặn ta nói tùm lum hết trơn. Người nào cũng xỉa ra 200 ngàn, 200 ngàn. Sau cái Tết này nó về nhà chuẩn bị nó khiêng về, nó xây lên thêm nhà nó thêm 2 tấm nữa. Mà người dân Việt Nam làm tin, không ai biết hết. Nó báo bừa bãi, bậy bạ vậy đó. Để nó lấy tiền mà, bởi vì người dân quá khổ rồi là tụi bay làm đi, tụi bay làm đi. Để tao mong cho bây giờ những người nào mà hiền quá rồi nó cũng báo bậy bạ lên. Lisa còn mong cho nó báo bậy bạ lên nhiều một chút để cho đi bắt làm mẹ nó cho biết là toàn dân Việt Nam mẹ nó ra toàn là biểu tình, toàn là phản động hết trơn để cho nó vui như ngày tái hỏi. Lisa bên đây, Lisa vỗ tay vậy nè. Những người mà bộ đội trong quân đội được kêu phục viên đó hãy nghe tiếng nói của Lisa đi, kết tụ trở lại sẵn sàng khẳng khái đứng lên. Các bạn đã nhìn thấy rõ rồi đó, các bạn là quân đội bảo vệ cho đất nước mà ngày nay đất nước Việt Nam nó như vậy đó. Các bạn có nhận được một đồng xu các bạn nào không? Không có nhận được mẹ thôi. Cho nên Lisa, nhưng mà là yêu cầu tất cả quân đội, người nào mà vấn đề là kêu bằng là có tinh thần với đất nước là sẵn sàng đứng lên lật đổ chế độ. Trong tay mình có một tiểu đoàn, có một tiểu đội, có một sư đoàn, có một trung đoàn, có một lữ đoàn cũng đã bắn chết mẹ những thằng chó đẻ chí huy. Nha, cũng bắt chết mẹ cho thằng chỉ huy. Bởi vì vấn đề là chị nhận được một cái bản tin rồi. Chị nhận được một cái bản tin là bây giờ trong bộ chính trị đó, nó chia năm, nó xẻ bảy ra. Người ta đưa cho chị cái tin hôm qua.
Một nữa, trong bộ chính trị bây giờ nó yêu cầu thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng phải giải trình về cái chuyến họp mật của thằng Nguyễn Phú Trọng đi qua bên thằng Tào Cẩm ký 15 cái văn bản bán nước Việt Nam. Nhưng mà Lisa cũng đã nói với các bạn rồi, 15 văn bản là nó chỉ đưa lên mặt báo thôi, nó đã âm thầm, nó ký gần 30 cái văn bản, tức là nước Việt Nam bây giờ là hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu Cẩm. Cho nên quân đội không thể nào mà đứng đó mà khoanh tay mà ngồi nhìn, chỉ nghe cái lũ trên bộ chính trị, cái lũ tình báo qua Nam mà bắt đầu là kêu bằng là nó giao bộ, nó đưa ra, nó phát cho vài đồng tiền lẻ để mà nó cho ngậm họng lại, để nó vô nó nuốt mẹ nước Việt Nam. Nước Việt Nam bây giờ còn hơn là một con điếc, ai khách làng chơi cũng nhào ào vô, có ăn quá mà. Trời ơi là trời, con gái Việt Nam mẹ nó mơn mởn cho vô, mày muốn làm gì nó mày làm kệ nó, mày sợ soạn mày vô, mày với mày là kêu bằng là mày làm gì làm kệ đó, mày thú tính mày lên cũng được nữa hả? Tha hồ mà mày đi vô trong nước Việt Nam đi. Các bạn thấy hay không? Nhật nó đưa tiền cho thằng chúng mày là Cộng sản Việt Nam, nó bơm tiền vô đâu phải nó ngu đâu, nó bơm tiền vô bằng ngược lại. Lisa vừa thấy rằng là thằng Nhật nó đã chúng mày là thằng Cộng sản Việt Nam đồng ý cho Nhật vô một cái khu nào đó nữa rồi. Ta nói đất nước Việt Nam bây giờ nó chia ra tùm lum tà la. Còn thằng Tàu Cẩm thì nó nổi điên lên, bây giờ máy bay nó ngoài Trường Sa đụng chuyện tới nó một cái hả, nó bay từ Hoàng Sa đi vô trong Nha Trang Đà Nẵng, nó pháo kích mẹ xong rồi nó bay trở ra, ai làm gì nữa. Chung quy cũng là do trong bộ chính trị đó. Bộ chính trị bây giờ yêu cầu Nguyễn Phú Trọng phải giải trình về chuyến họp mật của ông Nguyễn Phú Trọng gặp riêng thằng Tập Cận Bình sau khi đã ký 15 cái văn kiện bán nước. Thằng Nguyễn Phú Trọng về Việt Nam nó không thèm báo cáo với bộ chính trị, nó đéo thèm nói chuyện với bộ quốc phòng luôn. Ông Võ Văn Thưởng là người của phe miền Nam cử đi trong đợt gặp mặt Tào Cẩm đã bí mật ghi âm cuộc nói chuyện của thằng Trọng với thằng Tập Cận Bình và sau đó đã bí mật chuyển về cho vấn đề là Trung ương Đảng ở trong bộ chính trị. Mà bây giờ trong bộ chính trị là phân nửa này, phân nửa kia, phân nửa thì của tình báo của anh Nam, phân nửa thì của những người vấn đề là cái bạn đó là mẹ cấp tiến như là Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc đồ kia vậy. Bây giờ đưa lên bộ chính trị, thằng Trọng nó phủ nhận tất cả. Nó nói rằng bây giờ vấn đề là tôi chỉ có làm theo lệnh của đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí vấn đề là kêu bằng là Lê Khả Phiêu cũng như là đồng chí Đỗ Mười, là vấn đề là dân cái đất nước Việt Nam này đã có ký từ năm 1990 rồi, tôi chỉ là người thừa kế thôi, tôi chỉ là người thừa hành thôi. Bây giờ các đồng chí muốn giữ đảng hay là muốn mất đảng? Cho nên thằng Trọng nó không thèm phủ nhận luôn. Rồi nó bí mật nó nói một đường dây nóng với Tập Cận Bình. Nguyên văn cuộc ghi âm của thằng những này là Trọng lúa như sau: thưa ngài chủ tịch Tập Cận Bình, tôi nghĩ đã đến lúc chủ tịch phải ra tay để cứu nguy cho sự sống còn của đại cục hai nước chúng ta. Trong thời gian qua, với tư cách là một người đứng đầu cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ngài đã biết tôi đã hết sức và cố gắng để hàn gắn giữa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản của vấn đề là Trung Quốc để đưa tới sự toàn vẹn cho Trung Hoa vĩ đại sẽ hòa nhập vào năm 2020 như đồng chí đưa ra. Nhưng tình hình ở tại Việt Nam thì bây giờ quá phức tạp, nó đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho đại cuộc và đại cục của chúng ta có thể sẽ bị sụp đổ. Như ngài đã biết, các tổng bí thư như Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Linh là những người trong ban bí thư trước đây đã bí mật chuyển quyền lực cho tôi tiếp tục tới hiện nay để hoàn thành nhiệm vụ mà từ trước Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký kết năm 1990, mực ước thành đô. Nhưng mà hiện giờ những người ở trong nước cũng như những người trong bộ chính trị không có ai để chúng ta tin tưởng cả. Kể cả đồng chí Đinh Thế Huynh mà chúng ta hy vọng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhưng lại là một phụ nữ, thì ban bí thư sợ rằng liệu có thể chống lại nổi quân đội hay không? Liệu có giữ được sự bình tĩnh chăng? Sau khi hỏi ý kiến của ban bí thư, tôi đã gọi đường dây nóng để gặp mặt ngài bí mật trách để cho bộ chính trị biết và yêu cầu ngài giúp đỡ. Khi ở Việt Nam quân đội đứng lên thì yêu cầu ngài sẽ lập tức để triển khai quân đội vào Việt Nam để trấn áp quân đội đang đứng lên. Khi không có sự đồng ý của quân đội,
Hiện nay Ban Bí thư vẫn nắm giữ quân đội và công an để làm khiên chắn giữ vững đảng. Nhưng hiện nay đang tiềm ẩn hai yếu tố nguy cơ. Thứ nhất, quân đội hiện giờ do ngài Đỗ Xuân Lịch nắm giữ nhưng đã có sự nghi kỵ và tiềm ẩn chống đối từ quân khu 4, từ quân khu 5, từ quân khu 7 và một phần của quân khu 9 đã bắt đầu rục rịch để chống đối lại. Là tôi sẽ vấn đề là ký những văn bản cho Tàu, cho vấn đề là Trung Quốc vào Việt Nam. Như đồng chí đã biết, riêng quân khu 2 đang còn nhiều ẩn số khiến chúng ta chưa an tâm lắm. Cho nên nếu cần thiết, tôi yêu cầu đồng chí tập hãy nên chuyển quân đội sang cấp tốc. Khi mà ở Việt Nam đó, mà quân đội đó mà họ quay đầu lại hoặc có một nhóm nào trong quân khu 9 đó mà họ đứng lên đó, thì toàn dân Việt Nam các bạn cũng phải ào ạt xuống đường. Hoặc các bạn nếu đã xuống đường rồi thì quân đội họ cũng sẽ ra mặt. Có thể họ mặc đồ quân đội, có thể họ mặc đồ trà trộn như thường dân, nhưng mà trong người của họ đều có vũ trang và vũ khí cả, để sẵn sàng họ bắn chết mẹ những cái thằng chó đẻ dân phòng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 chuẩn bị đi ra để mà giết người dân tộc Việt Nam. Mặt khác toàn dân cũng bảo vệ quân đội, không phải là toàn bộ quân đội đâu, chỉ có một phần nào quân đội thôi. Bởi vì trong đây các bạn biết rằng trong quân khu 9 nó đã cài quân đội của Tàu Cộng tình báo qua Nam vô trỏng rồi, chỉ có một nhóm nào đó ở quân khu 9 mà thôi. Cho nên khi mà họ lên rồi thì họ sẽ vấn đề là kêu bằng là ra lệnh, thì toàn dân phải nên vì cái quyền của mình, vì cái quyền lợi mình phải khẳng khái đứng lên, chứ đừng có mà vấn đề là ngồi làm thinh nha, đừng có làm thinh nữa. Khi mà toàn dân đứng lên mà cái phe của thằng Tổng Lúc hoặc Tàu Cộng mà qua giết thì kể như thế giới sẽ lên tiếng, cộng đồng người Việt ở hải ngoại này từ Pháp, từ Anh, từ Mỹ sẽ la làng lên Liên Hiệp Quốc để buộc quân đội của Liên Hiệp Quốc, của Hội đồng Bảo an phải vào Việt Nam ngay tức khắc. Người Việt bên đây sẽ la làng, chị sẽ tuột quần cởi áo lên, chị la làng chứ, nó trời ơi là trời, nó đi vô nó giết dân tôi nè, nó tàn sát dân tôi nè. Bắt đầu lúc đó thì các em biết rằng những cái mạng ở Internet ở Việt Nam nó để đánh sập hoàn toàn. Khi mà chiến sự nổ ra nó không bao giờ cho chị biết bất kỳ một tin tức nào ở Việt Nam, cũng như ở những người Việt Nam sẽ không bao giờ gửi tin tức gì cho chị được cả. Bởi vì khi mà xảy ra chiến sự nó sẽ cắt đi cái cáp Internet hoặc nó dội bom ở dưới Internet, nó phong tỏa hoàn toàn, tức là ngoại nội bất xuất mà ngoại bất nhập vô. Bởi vậy mà cho nên bây giờ chị đang chuẩn bị sắp xếp trong đầu óc của mình những cái cảnh tượng nó như thế nào, nghiên cứu những cuộc chiến của thằng Tàu từ năm 1979 cho đến năm 1988 để chị phải vẽ ra kịch bản để mà vấn đề là chuẩn bị nó qua nó sẽ tàn sát như thế nào. Chẳng hạn như là nó nắm con nít và đàn bà vô, nó đập đầu như là thời của Pol Pot lên Sari, rồi nó mổ tim, nó mổ gan, nó để lên trên thùng để nó đem về bên Tàu, bên bệnh đó. Rồi bắt đầu là chị phải lấn lên là kêu bằng là vẽ ra những cái kịch bản như vậy để mà khi thế giới đi vào họ sẽ chụp những cái hình để mà vấn đề là họ hài tội của thằng Tàu Cộng này ra. Chị phải vẽ vời ra là nó sẽ mặc đồ, nó giả dạng làm đồ của quân đội như thế nào nào. Những người Việt bên hải ngoại người ta đã lên kế sách đâu đó đàng hoàng, bởi vì khi chiến sự nổ ra, khi mà quân đội đảo chánh hoặc quân đội đứng lên hoặc là mọi người đứng lên thì nó rất là khôn ngoan, nó cắt mẹ hết tất cả những cái vấn đề là kêu bằng là thông tin liên lạc từ Internet cho tới cái gì các bạn không thể nào cập nhật được như thế này đâu nha. Giống y như ở tại Syria không biết một tin tức gì ở bên trong cả đó. Thứ hai, công an là do đồng chí Tô Lâm đang nắm giữ hiện nay cũng đã có những bất đồng từ bên trong, như các kế hoạch đã được đề ra đã không trọn vẹn tại một số thành phố, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước hai vấn đề đó, Ban Bí thư đã cử tôi sang gặp ngài để có hướng giải quyết thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên phải đào những đường hầm như thế nào để đi thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí những chuyến máy bay 46, 48 chuyến bay ra vào Việt Nam để thử lửa như thế nào. Nếu tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh mà quân khu 7 đã phản lại hoặc phối hợp với quân khu 9 thì chúng ta sẽ đập ngay Sài Gòn và chiếm đóng Sài Gòn, sau đó chúng ta mới cô lập và cắt đứt ngang Long An để chúng ta có thể giải quyết những cái tỉnh lẻ ở quân khu 9. Mặt khác,
đồng chí phải gửi quân đội sang Campuchia thiện chiến, để từ Campuchia chúng ta sẽ đi vào 4 năm hướng. Một là từ Long An đánh thẳng qua Sườn, Bẻ Sườn. Hai là chúng ta đi từ Rạch Giá vô và nhảy lên tới vấn đề là đảo Phú Quốc để chiếm luôn. Ba là chúng ta đi từ hướng An Giang qua. Bốn là chúng ta đi từ Tây Ninh và Đồng Tháp để chúng ta đi vào. Như thế này thì tôi mong rằng tất cả đều phải vấn đề là cái bằng là bị tê liệt. Nếu có sự chống đối từ quân khu 4, từ quân khu 5, từ quân khu 7, thì tôi mong ngài hãy cố gắng giúp người để giữ cho đại cuộc. Sau khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng trình bày, ông Tập Cận Bình đã trầm ngâm suy nghĩ và một lúc sau ông Tập đã hỏi lại ông Trọng bây giờ muốn gì. Thì ông Trọng cho biết rằng sau khi tôi về Việt Nam thì ban bí thư sẽ vẫn để cho tôi ở chức vị tổng bí thư hết nhiệm kỳ. Và trong bộ chính trị sẽ có sự chống đối quyết liệt. Chúng tôi đã chuẩn bị tình huống này và nhận được tin mật của tình báo Hoa Nam cho biết là sẽ cho bộ chính trị họp trước để lấy ý kiến và sau đó người của chúng tôi sẽ lập tức phong tỏa và bắt khẩn cấp những người nào mà chống đối ở trong bộ chính trị. Đây là một cái chiêu mà chúng ta dụ chuột ra khỏi hang. Chúng ta sẽ bắt bí mật. Bây giờ giả giờ chúng ta không biết để coi thằng nào nó giả bộ lên để nó kêu tôi và họp về 15 văn kiện bán nước. Sau đó lộ mặt hết thì chúng tôi sẽ bắt khẩn cấp ngay. Để tin này khỏi lan ra khắp dân Việt Nam biết. Sau đó sẽ có một chỉ thị yêu cầu tất cả các quân khu phải thi hành triệt để mệnh lệnh của Đảng bảo vệ Tổ quốc. Nếu có sự binh biến thì bên quân đội của các ngài sẽ sang để giúp loại bỏ những kẻ phản nghịch trong quân đội từ quân khu 7 cho đến quân khu 9, quân khu 4, quân khu 5. Để tránh cho đại cuộc của chúng ta không bị đổ bể thì tôi sẽ ra lệnh cho quân đội Việt Nam mặc quần áo giống như quân đội của vấn đề là của quý ngài. Để ngài thấy thế nào, Tập Cận Bình liền phấn khởi và hô lên rằng hảo hảo, các ngài thật là xuất sắc trong nhiệm vụ này. Tổ quốc mẹ Trung Hoa vĩ đại sẽ không quên sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Và ông cho biết rằng tất cả những đường hầm bí mật tại Việt Nam, kể cả miền Trung, sau khi chiến sự nổ ra sẽ đánh chặn ngay tại cầu Đồng Nai và có thể cô lập cả vùng Đồng Nai, hoặc có thể chặn ngang tại miền Trung của quân khu 4. Sau đó sẽ làm thịt. Điều đáng lo ngại là ở tại quân khu 7 và quân khu 9 là ở trong miền Nam, cho nên chúng tôi không thể nào chuyển quân cấp tốc từ quân khu 4 hoặc quân khu 5 khi mà lính của vấn đề là Trung Cộng ào ạt đi qua rồi. Thì các bạn nên nhớ kỹ rằng nó không thể nào nó chạy xuống cấp kỳ được. Cho nên bây giờ về chính trị mưu lược là nó sẽ chia ra ở bên Campuchia, lính nó đang nằm ở bên bệnh. Để bên đây mà có biến rồi thì từ Campuchia nó đánh thẳng qua luôn. Nó đánh cầm cự để cho ở quân khu 7 và quân khu 9 cầm cự, để cho quân của Tàu Cộng nó ồ ạt, để mà nó đi từ ở cái mở cửa, để mà nó chạy từ quân khu 2 nó chạy xuống, để mà nó làm thịt sạch sẽ. Cho nên quân đội ngày nay nhìn ra sự thật phải mạnh mẽ, phải can đảm, phải can trường hơn nữa. Nha, phải can trường hơn nữa. Sau những kế hoạch này họ đã ôm nhau và vấn đề là chúc ly rượu mừng. Thì các bạn thấy rồi đó. Nha. Bây giờ cái tình hình nó như vậy rồi. Thì những người nào mà ở Việt Nam phải nhìn ra được sự thật đi. Đừng có nằm mê ngủ nữa. Nha. Đó. Trong tương lai là các bạn yên tâm đi. Bây giờ TPP ông Donald Trump ông đã vấn đề là dẹp mẹ nó rồi. Bây giờ một cái vấn đề là 500 tấn nhôm của thằng Tàu Cộng, ông tỷ phú của Tàu Cộng, nó đi qua bên Việt Nam, nó để nó chôn giấu. Vấn đề là kêu bằng là nhôm, một cái kho nhôm mà kêu bằng đứng nhất thế giới ngày hôm nay nằm tại Việt Nam do thằng Tàu Cộng nó đem qua. Bây giờ bị phong tỏa lô hàng của nó gần hơn 25 triệu đô la Mỹ ở bên đây. Cho nên bây giờ ở Việt Nam trong tương lai nó bắt sỏi láng ai nó cũng bắt hết. Mà nếu người dân mà hiền lành quá thì nó cứ nắm đầu nó bắt. Bởi vì nó ra cái lệnh nó bắt hết, nó làm cho run sợ mà. Mày không có, tao đập cho mày có. Mày có, tao đập cho mày chừa. Hễ nói tới đảng là giống như cây dao đưa lên trên cổ, ai ai cũng run sợ cả. Cho nên ngày hôm nay liệu quân đội có mạnh mẽ hay không? Liệu quân đội có đứng lên hay không? Liệu quân đội có bảo vệ được đất nước Việt Nam hay không? Đó là do vấn đề là lòng của tất cả toàn dân Việt Nam. Còn bây giờ mà ăn chơi mà trác tán là để cho Tàu nó vô từ từ, nó khỏi cần đánh mẹ nữa. Nó vô nó giết lần, giết mòn, nó lấy mẹ nó. Đó bây giờ nước Việt Nam các bạn thấy rồi đó.
ai nó cũng ào ạt như hết đó, nhưng mà dân thanh niên Việt Nam có biết mẹ gì đâu, nó nhồi sọ đâu có biết con mẹ gì về chết thị mẹ gì đâu, chỉ có biết chúng mày là đi ra ăn chơi tạc tán vậy là được rồi, kệ mẹ nó tới đâu nó tới, tới đâu nó tới. Thấy không? Chào chị, em có một tin mật báo với chị, mong chị thông báo cho mọi người Việt Nam biết, qua Tết sẽ đổi tiền và sẽ cho ra tờ 1 triệu đồng. Tin này cực kỳ chính xác, ngày đổi tiền sẽ là ngày các ngân hàng khai trương, tức mùng 6 Tết, chậm nhất là mùng 8 Tết. Tất cả các ngân hàng đã chuẩn bị tiền để đổi và sẽ làm một cú bất ngờ đó chị. Em chúc chị nhiều sức khỏe và giữ mãi nhiệt huyết để khai dân trí cho người Việt mình biết rõ. Em làm trong cơ quan nhà nước, vì vậy em không cho chị biết tên em, cũng như em không cho chị biết như thế nào. Em chỉ mong rằng chị đưa tin này cho tất cả mọi người dân Việt Nam biết rõ và đề cao cảnh giác. Đó, rồi, ok. Cảm ơn em. Chị cũng đã vấn đề là cái bằng là đưa rồi. Chào anh, có gì nhờ anh chuyển lời giúp em tới chị Lisa về tin mật tại khu căn cứ quân sự Long Bình được không ạ? Khu đất trước cổng căn cứ Long Bình ở Biên Hòa, Đồng Nai tại quốc lộ 51 được bán cho Tàu Cộng với thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để xây bệnh viện Tàu tên là Sinmot, đặt trước cổng chính căn cứ Long Bình còn gọi là khu công nghiệp Biên Hòa 2. Bệnh viện lớn nhất Đồng Nai đã được Tàu Cộng xây xong từ rất lâu rồi. Giờ chúng ta xây thêm phía sau bệnh viện để kéo dài thời gian, làm chậm mức độ hoàn thành, càng lâu càng tốt, để khoan hầm xuống lòng đất và có những mưu đồ chính trị. Mong rằng anh gửi tới chị Lisa để chị Lisa có thêm tài liệu. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã gửi cho chị những cái tin này. Xin có chút góp ý để bảo vệ bảo mật tin tức cho một cuộc hội họp hay là định biểu tình xảy ra. Theo như chị biết rằng bên những người bên những này là phát lệnh mà biểu tình năm ngày 5 tháng 3 năm 2017 thì chị biết là họ công khai chứ đâu cần gì đâu mà mật chứ không mật. Người dân cứ ào ào xuống đường biểu tình thôi. Ngay cả vấn đề là kêu bằng đó là hả chị nhận được cái tin đó là kêu gọi mọi người, kêu gọi là người dân cứ việc mỗi tuần hàng tuần đi xuống đường biểu tình để coi lòng dân có dám hay không. Người ta muốn thử lửa như vậy thôi. Thật ra cái tin mà 5 tháng 3 2017 là để kêu gọi, để thử coi coi những người làm chính trị, thử coi coi dân chúng Việt Nam đã hưởng ứng cái cuộc này bao nhiêu phần trăm. Và người dân Việt Nam có ý thức được chính trị hay không, có xuống đường hay không. Nếu ngày 5 tháng 3 mà yêu cầu mà mọi người dân lèo tèo 90 triệu người mà ra chẳng 200 người hoặc 300 người là người ta biết rồi. Bắt đầu người ta vô người ta kêu gọi nữa. Nhưng mà nếu đến ngày 5 tháng 3 mà có khoảng 100.000 người hoặc 200.000 người xuống đường là người ta đã sẽ vấn đề là hoạch định kế tiếp về chính trị nữa. Cho nên chỉ cần nói ra là chị đã hiểu được về cái vấn đề là kêu bằng là phương pháp và chiến thuật về chính trị như thế nào rồi nha. Cho nên mong rằng tất cả mọi người ở Việt Nam phải hưởng ứng và Lisa cũng mong muốn xem coi toàn nước và toàn dân coi coi vấn đề là hưởng ứng cái cuộc biểu tình và cái lời kêu gọi này như thế nào. Lisa sẽ người quan sát chính trị để mà xem như thế nào. Nếu mà vấn đề là kêu bằng là người dân mà không xuống đường hoặc là không hưởng ứng hoặc xuống đường quá ít thì Lisa sẽ tiếp tục cải tạo chiến thuyền để mà vấn đề là kêu bằng tương kế tụ kế để mà lôi ra một kế để mà đánh với cái đảng đế này để cho nó bỏ thật, nó bán nước cho tàn. Còn nếu mà người dân mà ào ào xuống đường rồi thì đương nhiên chị sẽ có những cái kế sách của chị mà chị sẽ thông báo cụ thể trên chương trình khai dân trí cho toàn dân Việt Nam. Ngày hôm nay chương trình của chị ra là đánh sập tất cả những luận điệu dối trá của đảng đế. Chị còn nhận được mật tin là trường trung học cơ sở ở tại đảo vấn đề là kêu bằng là Phú Quốc nó đã ngăn chặn những người học sinh nghe chương trình của chị. Hèn không? Con đĩ nào, thầy giáo nào trong trường Phú Quốc giết chết mẹ nó ngay. Đây là cái lũ Tàu Cộng. Tụi bay ngục lắm. Tụi bay vô trong trường, tụi bay kêu gọi mọi tuổi trẻ, những người trẻ không nên nghe chương trình của Lisa. Tụi nó tò mò, nó về nhà, nó vẫn nghe tụi bay làm gì đó. Nó vô trong toilet, nó ngồi nó ỉa trong trọng, làm sao tao mới biết được. Đồ những con thầy cô giáo ngục. Đi. Đồ lũ chó. Mấy cái con chó mà những này là đảng viên á. Sau này tao dừng đầu tụi bay. Tao dừng đầu những cái thằng mà những này là kêu bằng là thầy cô giáo mà đảng viên chó đẻ tụi bay dạy học trò. Những này là kêu bằng là tụi bay cấp.
đồ thú mất dạy, quen theo cái thói của những người là cơ bản là cái đáng để nha. Còn những người cựu chiến binh này chuẩn bị tinh thần đi, có chịu kêu gọi toàn dân đứng lên để bảo vệ không, hay là nghe lời của đảng đĩ đi ra ngoài miền Trung để làm quân y rồi nó cho chích thuốc độc, nó cho ăn đồ độc mà chết mẹ luôn đó. Ngon đi đi nha, đó ngon đi đi. Trời ơi, quan dạ quá mà. Ngày xưa là kêu bằng là chống Mỹ, những này là kêu bằng là nói tới, mà những này là Bến Tre, là những này là Đồng Khởi mà. Trời ơi, ai đứng như bóng dừa, có phải người con đó là con gái của Bến Tre không? Bây giờ còn bóng dừa không? Nó vô nó đạp mẹ, nó dẹp mẹ nó trơn rồi, nó xây những cái khu công nghiệp, những cái nơi mà tại Bến Tre, những này là kêu bằng hắn nó xây dựng lên, khỏi có người Việt Nam vô trống biết luôn nữa. Ồ, thằng Tào Cẩm nó vô bây giờ khỏi ai biết luôn nữa. Đó, những người ở Bến Tre đó, Lisa ở bên đây mà Lisa còn biết được nữa. Mà ở trong nước mà quân đội không biết được nữa thì thôi luôn. Người dân tại Bến Tre mà không nhìn ra nữa thì Lisa không còn ý kiến nữa. Đó là vận mệnh của đất nước Việt Nam mình. Lisa ngồi bên Mỹ mà Lisa còn nhận được là nó xây những cái cơ sở đó, nó không cho người Việt Nam vô, với mục đích gì mà Lisa chưa bao giờ thông báo ra đi. Bởi vì thông báo các bạn cũng chưa biết đâu, đợi khi nào xảy ra đi rồi Lisa sẽ cho các bạn biết. Lisa nắm rõ ràng. Những người nào ở tại Bến Tre có đi đến những cái khu vực mà nó ngăn cản, nó không cho người Việt Nam đang xây cái gì trong, các bạn có biết không? Có biết không? Chị ơi chị, những người thượng trốn sang Campuchia được đảng đỉ đồng ý thỏa thuận trả 50 đô la cho một đầu người, cho nên những người thượng nào sang Campuchia mà bắt được và giao trả lại là họ sẽ có 50 đô la. Đáng đỉ mà. Chị ơi, có khi nào thằng Tàu Cộng nó phá kho đạn cho nổ chết dân Việt Nam luôn không chị? Chị nghe nói là kho đạn này nó đã dời đi, nó đã chuyển đi hết mẹ. Ngày mai chị kêu chuyên gia Mỹ qua đây mở kho đạn phát cho tụi em nha chị, thôi nó bậy quá. Em đưa ba cái tin gì đâu không à. Không có Mỹ nào mà vô mở kho đạn phát cho các em á, nó toàn dân các em có đứng dậy hay không trước cái đã. Nha. Yeah. Các em là người trai nước Việt, các em có can đảm không, hay là các em sợ nhà tù, các em sợ chết. Ngày nay đám con ông cháu cha lũ dư luận viên nó sợ lắm, nó sợ mất đảng lắm. Các bạn thấy ông nói gà bà nói vịt không? Thằng Nguyễn Xuân Phúc thì nó lên nó nói là kinh tế nghèo, người dân lạc hậu, mà trong khi đó cái lũ dư luận viên thì lên đây vấn đề là kêu bạn là mẹ đất nước giàu có, ngày nay phồn thịnh đó, phồn thịnh đi, tụi bay ngồi tụi bay ăn đồ độc chứ tụi bay chết mẹ, tụi bay đứa đó phồn thịnh hết sức rồi. Phồn thịnh mà bây giờ vấn đề là GDP của Việt Nam vấn đề là nó vượt qua hơn 200% rồi. Chuẩn bị cắt vấn đề là kêu bạn là xóa TPP rồi, hàng hóa của Việt Nam ta không biết làm gì giờ. Thằng Tàu nó không có mượn được Việt Nam để đi vào TPP rồi thì ta nghĩ rằng nó không có dịch xài tôi bay làm gì đâu. Trong nước bắt đầu là kêu bằng là làm ăn mà không nhập khẩu qua được Mỹ hoặc các nước, nhưng này là kêu bằng như vậy rồi thì kêu bằng ở Việt Nam người dân thất nghiệp bắt đầu đói giả răng ra. Đói giả răng ra. Chị ơi chị, ba em già nghèo khổ được trợ cấp tiền lương hưu mà cái bọn nó ăn chặn tiền của nhà ba em, mấy tháng nay không có tiền luôn chị ơi, đi ra xã hội muốn mắc cỡ muốn chết luôn á, đi mòn đôi dép mà nó cứ bảo rằng là tiền của ông ba em không có đưa về, bây giờ hết tiền rồi. Thì bây giờ nó hết tiền rồi thì nó vậy chứ sao. Chị ơi chị, phòng cháy chữa cháy bây giờ nó xuống dưới mỗi nhà, nó viết ra công văn nó nói rằng là vấn đề là kêu bằng là mỗi nhà phải đóng cho nó 200.000 để nó ăn Tết kìa chị ơi. Vui mà. Trời ơi, người dân bây giờ mày ở trong dân có 500 tấn vàng, có tiền nhiều quá cho nên tao phải vẽ ra chứ sao. Mày xuống dưới các cái nhà đó, mày cầm xuống dưới mày ngồi mày vô mày nói chuyện đi, lựa thằng nào mà ăn nói cho nó hay chút giống con Lisa đó, để mà dụ cho nhiều một chút rồi đi tới bắt đầu nói đi. Theo chủ trương của Đảng và nhà nước, đồng bào toàn nước của chúng ta đã được dây ra do quả hoạn thui rụi hết những căn nhà. Chẳng hạn như ở tại Nha Trang cả một làng xóm đều bị cháy thui rụi hết.
cho nên đồng bào phải nên góp tiền vào để cho chúng tôi mua những cái dụng cụ tân trang, có thể là mua trực thăng để mà nó rải bột suốt, cho nên lửa vừa cháy lên là tự động tôi chạy tới để mà những này là dập tắt ngay tức khắc. Cho nên muốn như vậy mỗi người gia đình phải đưa ra những này là kêu bằng là 200 ngàn cho tới 500 ngàn. Nhà nào giàu đưa 500 ngàn tôi ưu tiên cho, khi nào cháy đó thì bắt đầu tôi đi tới. Đưa cho nó 500 ngàn đi, khi nào cháy rồi gọi nó 2 tiếng đồng hồ nó không tới nữa. Nó đợi cho thui rủi mẹ nó cho nó chạy tới. Tao nói là xã hội chủ nghĩa mà. Tao nói nó vui như ngày tẩy hội mà đó. Thì bây giờ vậy thôi. Đó. Lúc đầu tới nó quảng cáo giống như là mãi võ Sơn Đông hay lắm. Chúng tôi sẽ mua trực thăng nha. Trực thăng này là tự bên Hoa Kỳ diễn qua chứ không có giỡn đâu à. Cho nên nó dù cho nó là kêu bằng cái xốp nhà chồi nhà lá nằm ở trong hẻm, xe chạy vô không được thì trực thăng chúng tôi cũng sẽ bay lên để mà cứu quả. Cho nên mỗi một gia đình là phải đưa lòi ra 500 đi, 500 ngàn à, trời ơi rẻ lắm, cứ việc. Bây giờ không đóng là phản động đó, cả xốp ai cũng đều đóng cho là phải đóng đi. Nhà xốp này, một cái xốp này là gồm có 20 căn nhà là đưa mẹ nó đi mỗi nhà 500 ngàn đồng. Tới chừng mà người ta đưa tiền cho đã đời hết trơn, đợi lên nó nói không đủ, chiếc trực thăng bên Mỹ bán tới 4 triệu đô la lận. Cho nên gương quốc cả xóm làng này mới có 1 triệu, cho nên để dành để làm quỹ, cho nên không có mua. Trời ơi, cái chuyện này là đã có rồi, ở trên Sài Gòn mấy năm về trước nó đã la làng rồi. Nó kêu là phải mua trực thăng, phải mua xe, rồi phải dùng dồi rồng thiệt là mạnh rốt cuộc rồi. Nó nói là không đủ, nó đi quyên góp tiền không đủ. Trời ơi, chiếc máy bay nó tới 4-5 triệu đô la lượng nguyên góp con triệu đâu đủ đâu. Cho nên người dân phải đưa thêm nhiều nữa. Đưa 20 triệu giờ cũng không đủ nữa. Đưa bao nhiêu cũng không đủ hết trơn á. Đối với đảng đỉ là vậy đó, không bao giờ đủ. Có đề tài cho Lisa rồi, Lisa ơi, thằng Phúc nó nói tại sao Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, còn đám dư luận viên thì lên đây nó bố láo, nó lừa bịp, nó nói rằng có đảng mới có ngày hôm nay cơm no áo ấm. Vậy thì thằng Phúc phản động rồi, còn xúi dục dân đi chăn bò để phát triển đất nước kìa Lisa. Lisa ơi, lên chửi cái lũ chó đẻ những này là dư luận viên đi nghe Lisa. Ok, kèm theo bằng chứng cho nó luôn nữa nè. Đâu bằng chứng gì đâu để nghe coi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị chính quyền địa phương vận động đồng bào ở đây không uống rượu trong giờ làm nương giấy để tập trung làm ăn, đồng thời chuyển dịch sang chăn nuôi châu bò. Vì đây là hướng phát triển bền vững đối với khu vực ít đất nông nghiệp này. Chúng ta phải phát động một cái tinh thần tự lực tự cường, không dân chăn. Đúng. Nhất là những người có uy tín. Để mà chúng ta nói là tại sao chúng ta lại nghèo? Vì sao chúng ta khó khăn? Vì sao chúng ta lạc hậu? Một quá phải nghèo thôi. Thì tinh thần tự lực tự cường trong bà con chúng ta cũng là một cái yêu cầu của cách mạng hiện nay. Chứ không phải hoàn toàn dựa vào nhà nước. Trời đất mẹ ơi, hay quá, thủ tướng hay quá. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ kêu trở lại là chăn nuôi bò là vấn đề là kêu bằng là vững mạnh nhất. Đánh thù thiên địa ơi là trời. Bây giờ người ta đi lên tới sao quả con trăng, bây giờ tự nhiên kêu người dân Việt Nam đó. Các bạn nghe rõ ràng đi sao, không có vấn đề là phản động nha. Thủ tướng nói đàng hoàng đó, tức là toàn dân Việt Nam bắt đầu là chuẩn bị đi kéo bò về nhà nuôi đi, chăn trâu chăn bò cho nó ỉa cùng nhà hửi thôi chơi vậy đó à. Là cái là phát triển mạnh nhất thôi. Tao suối thằng Tàu đem cái loại mà thuốc độc qua giả bộ rải cho cỏ nó xanh để cho bò ăn nó lăn đùng ra nó chết mẹ nó. Tao cho tụi bay bỏ thật, tụi bay phát động. Bây yên tâm đi, tao thằng Tàu mà cái gì mà nó làm không được nha. Thằng Tàu mà cái gì mà chuyện gì mà nó không làm. Chào chị Lisa, chị ơi cho em hỏi, chị là nhà báo chuyên về việc đưa tin nóng cho nhân dân Việt Nam mình biết hả chị? Chị còn hơn là nhà báo nữa, em yên tâm đi, tin tức gì chị cũng biết hết trơn á. Nhà báo á, thì toàn là nhà báo nó đưa ba cái tin vấn đề là cán gà bà cán xe không. Em không nghe người ta nói sao, vấn đề là kêu bằng nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm đó. Cho nên chị á, là vấn đề là còn hơn nhà báo nữa, nghe không em? Đó, cho nên đừng có hỏi chị. Chị ơi, nếu chị thật sự là nhà báo đưa tin tức thì hay quá. Em thấy những tin tức chị đưa ra hay hơn những báo ở trong nước rất là nhiều. Em mới có 13 tuổi thôi á chị. Em nghe những bài báo đọc em không hiểu mẹ gì. Nhưng mà khi em lên nghe chương trình báo của chị em mừng lắm. Cảm ơn em. Cứ việc tiếp tục nghe em trai nghe cái chương trình báo của chị. Trời đất ơi, Đức Phong tôi lên làm nhà báo rồi đó, nghe chưa? Dễ thương quá. Mẹ thấy cưng chứ. Mấy thằng nhỏ nhỏ Việt Nam nó dễ thương, thông minh lắm.
Trời ơi thôi sao em coi mấy cái tờ báo ở Việt Nam. Mẹ nó ra mấy cái tờ báo ở Việt Nam là mấy cái tờ báo mẹ ông cắn gà bà cắn xe em nghe làm gì? Hiểu không? À, em nghe cái gì? Biết không? Xong rồi đó. Bây giờ tất cả những cái báo chí ở bên những này là hải ngoại này người ta đều nói về TPP cả. Ta đều nói về TPP cả. Một khi mà TPP mà những này là bây giờ Mỹ nó không có làm ăn là tức là hàng hóa của thằng Việt Nam vào không còn ưu tiên nữa mà tao đập đầu mày luôn. Tao như ông Trump ha, mấy cái nước cộng sản với thằng Tàu hay không? Qua đây hay không? Mày xuất gì qua đây vậy? Cá ba sa hả? Đâu cái tụi tao phải xuất, tao phải kiểm tra, tao phải đâm vô con cá coi nó đủ chất lượng không? Nó có nuôi quá hạn, nó có cho đồ ăn những này là như thế nào hay không? Đâm vô cho tao. Đâm vô rồi mà cá mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ, mà vấn đề là kêu bằng là có một chút độc rồi đấy ha. Đổ mẹ nó ra ngoài biển luôn đi, khỏi trả về. Đi về lấy hàng khác qua. Còn mà cá mà đàng hoàng hết trơn rồi đó thì ok, cá mày đủ chất lượng hết trơn phải không, rồi tao cho nhập vô 20% đóng thuế đi. Tất cả hàng hóa nào mà của các nước cộng sản vô Mỹ là đè đầu đánh thuế nó 20%, 30% cho Lisa, bởi vì nó bóc lột sức lao động của những người dân ở những này là cái nước của nó, cho nên nó qua đây là phải đánh thuế nó như vậy đó. Các bạn biết bên Mỹ một người làm bây giờ là 9 đồng 10 đô la một giờ, nhưng mà ở bên Tàu đó hả, làm một ngày chỉ được có 1 đô la thôi. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy đó. Có những nơi một ngày làm chưa tới 1 đô la. Mà chẳng những như vậy mà nó còn giật mẹ tiền của người ta. Bây giờ mấy cái thằng chủ hãng xưởng ở Việt Nam nó kéo nhau nó ôm tiền cú chót cuối năm nó đi mẹ. Hãng xưởng nó để nó muốn đốt đốt đi. Nó mua bảo hiểm sẵn ở đâu sợ đâu. Trời ơi mấy thằng chủ nó qua đây nó gọi lên xa này. Có thằng nào những này là cái bạn là mẹ nó ra nó biết tiếng những này là cái bạn là từ Việt Nam chút liền thôi kìa. Nó qua nó nói. Cô Lisa ơi, cô cứ lối đi, lối với người dân Việt Nam, cứ đốt mẹ cái xưởng tôi đi, bởi vì tôi có mua bảo hiểm bên đây rồi, cho nên đốt mẹ đi, tôi lấy tiền bảo hiểm cho mẹ, cho nên tôi mong cho nó đốt luôn đó, thì các bạn ở Việt Nam gì đó lật tiền, các bạn không tức giận đốt đi, đốt mẹ xưởng cho nó banh lên luôn đi, đâu sợ đâu, nó ôm tiền qua đây rồi, bây giờ nó mua bảo hiểm, bây giờ lỡ đốt cái xưởng của nó rồi là nó danh chánh ngôn thuận, ơi xưởng tao bị cháy nha, à, đảng đỉ tôi bay dưới này là không có an toàn, đất nước tôi bay không an toàn, cho nên hãng xưởng của tao bị cháy mẹ nó rồi, cho nên tiền người ta khỏi trả bạc nào, tao lấy tiền bảo hiểm thêm chập nữa. Trời ơi, những người mà nó làm ăn ở bên tư bản này nó khôn vàng trời may chứ đâu phải mà nó thật thà, bởi vì do cái thằng chó đẻ đảng đỉ nó làm cho người dân ngu riết và những này bị lừa gạt vậy. Ở bên Mỹ này có một cái tập đoàn nào mà dám qua đây mà những này là trốn không? Dám không? Hả? Mày dám trốn không? Bà nội mày qua bên Mỹ mày ký điều khoản làm ăn mở hãng xưởng bên đây rồi, bà cố nội mày không dám trốn. Mày có đi về bên Nhật hoặc mày có đi về bên Tàu cộng tao cũng lôi đầu thằng cha con gái mẹ mày ra. Tiền vàng của mày gửi ngân hàng nào tao phong tỏa, tao lấy lại để tao trả cho nhân công. Tao vô tới trong nước mày, tao coi nhà mày mấy căn tao phát mãi, tao bán mẹ hết trơn. Nếu mà thằng chó đẻ mà vấn đề là chính quyền của nước mày, thằng Tàu cộng binh giật mày, thì thằng Tàu cộng phải lôi tiền ra để trả cho nhân công của tao. Đâu có cái thứ ăn giật ăn dọc như vậy. Và từ đây về sau cái tên chó đẻ cái hãng của mày đừng bao giờ mà đi qua bên đây mà để làm ăn với tao nữa. Đâu phải chuyện giỡn mặt đâu các bạn. Đâu phải chuyện giỡn mặt đâu. Bác mà ai muốn giật thì giật, ai muốn làm mẹ gì làm. Qua bển giả bộ chim mồi xong rồi vấn đề là cái bạn là hốt tiền đi cũng kệ mẹ nó. Giả bộ ra những cái vấn đề là chương trình là trung tâm du học Việt Mỹ, trung tâm du học Úc Việt đồ kia, dụ người ta đưa hồ sơ lên gom tiền chạy mẹ đó. Vô khóc với Lisa kìa. Còn bây giờ mấy người lao động ở bên Nga cho Lisa số phone nói là bây giờ cần cứu ở bên bển. Ham nghe lời nó dụ rồi đi qua bên Nga, bây giờ nó bóc lột sức lao động ở bên bển là kêu Lisa cứu kìa. Lisa đã gửi hết cho vấn đề là Liên Hiệp Quốc, nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để người ta điều tra, ta nói chuyện với Nga rồi nha. Người Nga đã nói rồi, những người Nga nói rằng là những người vô nước Nga bất hợp pháp thì bắt được họ trục xuất về. Nhưng mà có một số người không chịu về trốn ở lại bên Nga, cho nên bây giờ họ không tìm được. Nếu họ tìm được thì họ sẽ cho về Việt Nam ngay. Cho nên những bạn nào mà làm việc ở tại Nga nha, nghe lời nói của Lisa nha. Còn nếu mà nó đàn áp các bạn thì các bạn cứ đụng lên, cứ nổi lên. Cảnh sát Nga sẽ bắt tất cả hết, sẽ phát hiện ra và bắt và đưa các bạn về Việt Nam lại. Các bạn khỏi sợ, con chủ, người chủ hãng đó là người Việt Nam, đâm chết mẹ nó luôn, cho nổi loạn lên luôn, tất
cả đều tập trung quậy banh cái cơ sở đó luôn để mà chạy ra bên ngoài. Cảnh sát sẽ không làm gì các bạn cả, chỉ có trục xuất các bạn về, bởi các bạn là những người nhập cư bất hợp pháp không có giấy tờ. Cho nên Lisa đã làm việc rồi nha. Ngày hôm nay ở tại Nga người ta cũng ráo riết người ta tìm những người như vậy, nhưng mà tại vì nó giấu ở trong nhà, nó giấu kín quá, không có biết, nó đưa xuống đường hầm để làm việc, không có biết được, nó cách ly với thế giới ở bên ngoài. Chứ nếu mà nó mà vấn đề là Nga, các bạn cho biết địa chỉ đâu đó đàng hoàng đi, Lisa vấn đề là cho phái đoàn của Liên Hợp Quốc đi đến đó ngay, điều tra ngay, nắm đầu vấn đề là thằng phiêu tinh ra nói chuyện ngay, cho cảnh sát vô dừng đầu cũng để Việt Nam đó ngay, chết mẹ mày ngay tại chỗ nha. Con mẹ nó ở bên Úc đó, chuyển tiền qua lần cả hàng tỷ, bây giờ nắm đầu rồi đó, chụp rồi đó, sẽ tịch thu luôn, bởi tiền này là tiền của những thằng chó đẻ, chứ này là cái bằng là cả cộng sản, tịch thu luôn. Nói con mẹ gì trơn. Alo alo, chị Lisa ơi, chị Lisa, em mới nghe chị nói về kho đạn Long Bình, em là dân ở đó nè, nếu tiện thì chị có thể điện thoại cho em, tổng kho Long Bình Biên Hòa Đồng Nai, em không biết là có biến hay không, nhưng mấy hôm nay sớm em nó ăn Tết niên, tuổi sớm nó lấy pháo bông ở đâu không biết, đêm nào nó cũng đốt âm ầm âm ầm. Khu vực em đang ở là khu vực tổng kho Long Bình Biên Hòa Đồng Nai, ở đó là cảng IDC và kho hàng tiếng Nga chị nhé, có những tin tức gì em sẽ cho chị hay. Rồi, cảm ơn em. Cho nên các bạn thấy rằng á, rất là nhiều những cái tin tức ở tại Việt Nam đưa cho Lisa, thì Lisa chỉ có vấn đề là đưa lên thông tin này mà thôi, cho các bạn thấy giống như là đa chiều vậy đó, để các bạn suy nghĩ thôi nha. Ừ. Chị ơi, em nhờ chị kêu gọi toàn nước tẩy chay hàng hóa Made in China. Em tẩy chay em lấy gì em sống? Ở Việt Nam bây giờ nó bắt mẹ hết trơn, không có cơ sở nào hết trơn, em tẩy chay hàng tạm lấy gì em sống? Nó cố tình nó tiêu diệt hàng Việt Nam hết trơn rồi, giờ em làm gì em sống hả? Thay vào đó là mua hàng Việt Nam và Thái Lan. Trời ơi, mẹ nó dán mạc Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, các em mua về toàn là đồ mẹ hàng Tàu không. Mua Thái Lan. Mẹ nó ra nó dán mạc Việt Nam đến nỗi xương xáo xương xa. Mẹ nó làm bên Việt Nam, mẹ nó ra nó make in Việt Nam, nhưng mà thiệt sự ra là của thằng Tàu cộng gom qua bên Mỹ. Người ta phát hiện được tùm lum ở trong bên đây nữa. Để ba cái chất này là muốn tiêu diệt cả thế giới đâu dễ đâu. Vô Mỹ này ta bị trực sức rồi chứ. Tà đã dễ đem Việt Nam nó bán cho Việt Nam. Việt Nam thấy những này là cái bằng là Việt Nam đó, thì nó mua hàng Việt Nam đi, vô mua thằng Tân Hiệp Phát uống đi đó, cái chai có hai ba con ruồi nước cặn trong đó, nó đái trong cho uống đó. Đó, hàng Việt Nam chất lượng cao đó, vô Tân Hiệp Phát mua đó phải không? Đó. Ở Việt Nam không chịu mua Coca-Cola của Mỹ đâu kêu uống đâu. Người ta vấn đề là kêu bằng là mẹ công thức của người ta đàng hoàng như vậy, nó không mua đâu. Mẹ nghe lời nó quảng cáo nhà qua bên Tân Hiệp Phát mua, mua uống xong rồi bắt đầu đi thưa kiện là nó rắp đầu vô trong tù ở 7 năm đó thấy không? Thằng cha giỏi văn minh đó. Còn Coca-Cola, Sprite của Mỹ người ta vấn đề là ngon như vậy, người ta bảo quản vậy đó, không cho mà uống đâu. Nghe lời bắt đầu chạy đi qua. Sữa mê lu mê leo gì đồ mẹ toàn là Tàu cộng không. Đi qua Tân Hiệp Phát, mẹ thằng Tân Hiệp Phát nó mặc nguyên cái áo dài đỏ, mẹ của thằng Tàu khửa không. Nó đái ở trong trọng, nó để chuột chết ở trong trọng, nó để ruồi mũi ở trong trọng, ông nó đưa ra cho uống. Có người nói với chị, trời ơi cái chai của nó vấn đề là kêu bằng tăng năng lực gì mà trời ơi, nó chua lè trời ơi, uống vô hai Tàu tháo nó được. Em một đêm chạy 5 lần, em sợ quá từ đó tới sao mà thấy cái hàng của Tân Hiệp Phát em không dám rớt tới. Vậy mà có mấy con ngựa, mấy con đĩ, mấy cái lũ mà sướng ca vô lội đi quảng cáo cho nó. Quảng cáo đi coi người dân Việt Nam nó mua không. Làm ăn mà tụi bay mất dạ như ai ăn của tụi bay. Một lần mất tính là một lần thất tính là vạn lần không tin. Nghe chưa? Nha. Em yên tâm đi. Bây giờ em kêu tẩy chay hàng Tàu cũng chết nữa, bởi giờ ở Việt Nam cái gì cũng hàng Tàu. Cho nên bây giờ chị hỏi thử em, bây giờ cái bóng đèn nó bị đứt là em mua bóng đèn đâu? Em mua bóng đèn của Nhật, của Mỹ ở đâu? Em tìm đi lội mắt em có bóng đèn của Nhật, của Mỹ không? Bóng đèn còn là của Tàu không à? Cho nên buộc phải mua của nó thôi. Chị lấy thí dụ cái bóng đèn ở nhà các em bị đứt thôi, các em ra ra ngoài điện máy các em mua hàng gì các em thích rẻ, tại vì ở Việt Nam ham rẻ, nó đánh vào cái vấn đề là kêu bằng là mẹ cái tâm lý của người Việt Nam thích rẻ, bởi vì mua bóng đèn này kệ mẹ nó đứt rồi thôi đi đó, nó đứt mày kệ mẹ nó, ham rẻ. Bóng đèn của Mỹ xài một năm không đứt,
Còn bóng đèn của tàu vừa gắn lên cái vừa bật điện lên cái là mẹ nó ra chưa được 2 ngày nó cắt bật rồi xong đứt bóng chạy ra mua bóng khác. Cứ mua gần ngàn bóng vậy đó, năm mua gần ngàn bóng đèn nhớ gắn vô vậy đó thì ok. Còn mua một cái bóng đèn mà của Mỹ mà nó mắc vậy đó mà nó lâu bờ đó thì bắt đầu chề cái môi dài 8 thước. Ôi trời ơi mắc lắm. Rồi ôi đến tôi mua hàng rẻ về tôi xài, xài xong tôi bỏ. Bởi vì cái hàng này hàng điện mà đâu sao đâu. Phải không? Trời ơi cái iPhone tới cả ngàn mấy thôi. Để tao qua tao mua cái iPhone của tàu mẹ nó ra chưa tới 20 đô la. Thì thậm chí quỳ bắp nó mua cái phone của tàu về xài. Người Việt Nam mình là vậy đó. Xe của Nhật mà SH đem qua cái trời ơi gì mà tới 7-8 ngàn tiền đâu mua thôi. Để mua cái xe tàu có 800 đô la kìa để chạy cũng chạy tàn tàn như ai vậy. Xe đạp điện đó chạy cà rồng. Tao cũng đi vi vu trên đường phố vậy. Đường lá me bay chúng ta nói chuyện ban đầu đó. Em kêu tẩy an chào mẹ gì. Trời đất ơi. Chị Lisa ơi, có phải Mỹ sẽ tạm quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không vậy chị? Nếu thật vậy thì người Việt Nam vô cùng cảm ơn lần nữa. Ông Trump không có quản lý một vùng đảo nào cả. Ông Trump chỉ ngăn cản thằng Tàu Cộng không cho xây đập những cái đảo nhân tạo rồi lập cái vùng phòng không, tức là không cho những cái thuyền tàu của quốc tế đi ra vào cái vịnh đó hoặc cái đảo đó. Cái đường đó là cái đường giao thông của quốc tế mà thằng Tàu Cộng nó muốn nhất là chiếm luôn. Cho nên Hoa Kỳ sẽ dội bom, sẽ đánh để mà phá những cái đảo nhân tạo ngoài ngoài. Còn Hoàng Sa bây giờ nó có tuyên bố của nó, Trường Sa tuyên bố của nó thì kệ mẹ nó. Nhưng mà nó phải tôn trọng cái đường hàng hải để cho tàu của Hoa Kỳ đi vào có quyền lợi. Chỉ đụng tới quyền lợi của Hoa Kỳ là có chiến tranh xảy ra. Em yên tâm đi, chị nghĩ rằng thằng Tập Cận Bình nó không ngu dại gì nó đối đầu với ông Donald Trump này đâu. Bởi ông Donald Trump là một người rất là, những này là cái bằng là cứng rắn và dứt khoát. Bởi cho nên nó cũng phải nhượng bộ Hoa Kỳ, chỉ đặc biệt để cho tàu thuyền của Hoa Kỳ đi thông dong vào những cái vùng đó mà thôi. Bởi vì khi đụng tới Hoa Kỳ rút tất cả những hãng xưởng bên thằng Tàu Cộng về hoặc là dội bơm ở những quần đảo đó. Chẳng những thằng Tàu không được những cái quần đảo đó mà những quần đảo đó sẽ trở thành của quốc tế. Thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam ngục bắt đầu mà chiến sự xảy ra rồi bắt đầu đem con dân Việt Nam quân đội đi qua đi quách Mỹ không ạ? Rồi lúc đó Mỹ nó không biết, nó tưởng ra là đồ mèo quân đội của tàu, nó dội bơm chết mẹ cho nó đây. Bắt đầu tàu nó qua nó kêu mày la làng lên đi, mày nói Mỹ nó đế quốc Mỹ nó quách Việt Nam đi đó, người của mày đâu ngoài đó, mày đăng lên đi, mày đăng báo lên đi đó, mày đăng lên mày chửi cho tao. Nó ra lệnh, thằng nào không dám làm nó ra lệnh rồi là cả một tờ báo từ trên xuống dưới là chửi Mỹ hết trơn. Nó ngồi bên kia nó cười, nhưng mà thằng Tàu Cộng có dám chửi Mỹ không? Thằng Tàu Cộng có dám la làng không? Nó xúi cái đám những này là kêu bằng là đảng cộng sản Việt Nam ăn cứt gà đi chửi đi. Bắt quá thằng Mỹ nó cấm giận hoặc là nó làm gì đó là thua thiệt nước Việt Nam mày thôi. Còn tao đâu có thua thiệt được. Bằng chứng cụ thể thằng Tàu nó đâu có nghèo. Tỷ phú của nó bao nhiêu người đem tiền qua bên Mỹ nó cho. Có thằng nào bên Tàu dám ai vấn đề là khiêu khích chửi Mỹ không? Ngay cả vấn đề là bà, vấn đề là cái bằng đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, vấn đề là cái bằng là bà Xung Quách đó. Bây giờ vấn đề là yêu cầu, vấn đề là nan nỉ, vấn đề là Hoa Kỳ chấp nhận cho vấn đề là cái bằng là Trung Cộng là một nước. Mỹ nó đâu chịu đâu, nó không có thừa nhận. Tao không có thừa nhận. Tao không có thừa là những này là cái bằng là Trung Hoa, là những này là một cả. Bởi vì mày đánh người ta, mày đánh Tây Tạng, mày đánh Tân Cương, mày đánh những này là cái bằng đó là mẹ Hồng Kông. Cho nên bây giờ tao sẽ xé ra làm năm làm bảy như vậy đó. Có cơ hội là tao cho Tây Tạng về thành lập quốc gia. Có cơ hội tao cho Tân Cương nổi lên thành lập một quốc gia. Có cơ hội tao cho Hồng Kông nó trở thành một quốc gia. Đài Loan bây giờ là một nước riêng biệt đó, mày dám mày đụng tới không? Mày đụng tới đây mày chết mẹ mày liền. Đó, vũ khí tao chúng mày là bán cho Đài Loan hàng năm nó hướng về mày, nó dắp đúng không? Có dắp đúng không? Cái đảo Đài Loan có chút xíu à, dân số có 40 triệu à. Việt Nam 90 triệu mà còn thua Đài Loan đó. Đài Loan gì nó giật mẹ cờ của thằng Tàu Cầm nó liền với đường hết trơn. Thấy ta ngon lành không? Bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đi qua bên Mỹ, những này là cái bằng là Trung Cộng, nó ngăn cản, nó la làng, nó đòi, những này là nó lấy Đài Loan đây mà 24 tiếng hồ. Bà ngồi bà yểu lên cục cất, bà nói chạy mẹ mày, mày dám làm không? Mày toàn là mày ngồi mày sủa không? Mày với cái lũ đảng đĩ ở chuyên môn. Tao đi thông dâm qua đây tao ủng hộ bên đây làm gì tao? Đó bà đi qua bên đây xong bà nói chuyện với các thế giới xong rồi bà về làm gì bà? Đất nước Đài Loan người ta ngon không? Chỉ có 50 triệu dân thôi đó. Lisa mới nói chuyện hôm qua. Lisa biết được tại Đài Loan chỉ có vấn đề là kêu bằng là 50 triệu dân thôi mà người ta cương quyết, người ta chống giặc tà tới mức độ nào? Người ta thành công tới mức độ nào?
Chỗ nào mà có mặt Mỹ vô là có Đài Loan vô cả. Đài Loan hả? Tao nói không riêng gì Việt Nam mình là Đài Loan vô đâu, mà kể cả Singapore, Malaysia, chỗ nào cũng có Đài Loan. Nói tiếng Taiwan là người ta nổi tiếng ở trên thế giới. Ngay cả bên Mỹ này cũng có những cái tập đoàn có Taiwan, tức là Đài Loan đó. Trong khi đất nước Việt Nam 90 triệu dân Việt Nam gấp 2 lần Đài Loan, mà lại để cho một cái đám chó đẻ. Vấn đề là cái bạn là sợ thằng Tàu không dám quách. Nó diện lý do là Tàu mạnh lắm. Trời ơi, đụng tới Tàu bây giờ nó không giống như ngày xưa đâu. Bây giờ nó có Tàu Liêu Ninh, nó có vũ khí trang bị dữ lắm. Cho nên mình cái này quốc phòng mình đâu có, mình lấy tiền mình chia mẹ nó cho mình quách bài, hoặc là mình ẩm tiền mình đưa con em mình qua bên Mỹ ở mẹ nó, cho giờ đâu có tiền đâu quách. Đánh đấm mẹ gì, cho nên quách không lợi đâu. Để nó qua nó giết con dân Việt Nam chơi thôi à. Tất cả những tên lửa đạn đạo của Đài Loan đều hướng về thằng Tàu Cộng. Chỉ cần mày nhấc nút một cái là mày chết mẹ mày ngay. F-35 của Hoa Kỳ lúc nào cũng túc trực ở ngoài Biển Đông. Chỉ cần mày rúng động một cái là tao cho cả thành phố Thiên An Môn của mày, Vạn Lý Trường Thành nó thành tro bụi ngay. Mày dám hoi không? Mày dám hoi không? Hả? Mày dám hoi không? Ông Trung không công nhận chính sách một Trung Quốc. Ông Trung nói rằng là thời của thằng Mao Trạch Đông đã từng là cái thời cộng sản, đã từng lấy đất người ta, đã từng chiếm đất người ta. Ông không chấp nhận. Thằng Tàu Cộng nó nói bây giờ nó muốn là thay mặt Hoa Kỳ nó lãnh đạo thế giới, bởi vì có thằng chó đẻ đảng để Việt Nam theo nó, thằng Campuchia theo nó rồi. Trong tương lai nó sẽ kéo thằng Tàu vô, cho nên nó tự động nó muốn đi lên nó nắm cả thế giới. Người ta đâu chịu đâu. Mẹ dân số của mày 1 tỷ 500 triệu, những cái hãng xưởng ở nước ngoài đi vô trong cho mày, mày bóc lột nhân công của mày, tự nhiên mày đòi mày lãnh đạo thế giới, mày nuôi thế giới được không? Bảo lục của bên Philippines biết làm biết không? Ở thế giới Hoa Kỳ ta viện trợ qua hãng gần cả tỷ đô la, thằng Tàu Cộng nó gửi qua chỉ có 10 đô, có mất. Gói viện trợ của thằng Tàu Cộng nó đưa qua chỉ có 10.000 đô la thôi. Thằng Philippines nó mắc cỡ quá đâu nhận đâu. Kể cả thằng Lào nó cũng đưa 50.000, thằng Việt Nam cũng đưa qua 50.000, mà thằng chó đẻ Tàu Cộng nó đưa qua Philippines chỉ có 10.000 đô la thôi. Vậy mà bây giờ thằng chó đẻ tổng thống Hùng bắt đầu đi qua bưng bô cho thằng Tập Cận Bình. Các bạn thấy cái chiêu cờ chính trị nó ngộ ghê không? Chị ơi, chị quá giờ rồi kìa chị ơi. Ô vậy hả? Trời ơi. Rồi, nói tóm lại chương trình ngày hôm nay là quân đội Việt Nam phải đứng lên. Đứng lên, Lisa và các hội đoàn bên đây sẽ hỗ trợ ủng hộ để mà vấn đề là chúng ta lấy lại đất nước Việt Nam. Chỉ có chương trình như vậy thôi. Và tất cả chúng ta là những người cựu chiến binh, hãy coi chừng chúng nó sẽ lấy Bến Tre nha. Nó tìm cách nó đưa những cựu chiến binh đi để nó lấy Bến Tre. Tàu Cộng nó sẽ lấy Bến Tre. Rồi, Lisa cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào.